Boxing là sàn đấu khốc liệt nhất thế giới. Ngannou chưa bao giờ bị knock out trong MMA, nhưng bị knock out trong boxing. I'm just a beginner. Tuy thua nhưng Ngannou vẫn thành công. Two fights in and he's fought the best. Hãy cùng Chính Phủ tìm hiểu. Thi đấu thiếu chủ quan của Tyson Fury trước Ngannou làm cộng đồng võ thuật thế giới đánh giá quá cao khả năng của Ngannou trước AJ. James is a good fighter. He's given me probably one of my toughest fights in the last 10 years. Tuy Ngannou có trận đấu hay trước Tyson Fury, nhưng chỉ một trận đấu thì vẫn chưa nói lên được khả năng boxing của Ngannou. The Tyson Fury fight was great. I don't take my last fight as a reference. I'm just a beginner. Và Ngannou cũng hiểu vị trí và khả năng của mình vì bản thân cũng là nhà vô địch thế giới MMA, nên rất hiểu về mình khi chơi một môn võ thuật mà không phải là thế mạnh của mình. Did you see my record in boxing? It's 0-1-0. That's what they put on my boxing record. I look at it, I'm like, hold on. How come do I manage to get here? Do this kind of like happen? 0-1-0. Hơn nữa, trận đấu viral của Ngannou cũng làm mọi người quên đi thành tích đáng nể của AJ trong boxing. AJ đạt thành tích cao nhất trong boxing nghiệp dư lẫn boxing chuyên nghiệp. Boxing nghiệp dư thì AJ từng đoạt huy chương vàng Olympic, là thành tích cao nhất trong boxing nghiệp dư. Boxing chuyên nghiệp thì AJ cũng từng là ông vua của boxing chuyên nghiệp hạng nặng. Nhưng để hiểu sự chênh lệch của AJ trước Ngannou thì hãy cùng Chính Sư Phụ xem lại diễn biến của trận đấu. AJ bắt đầu trận đấu rất boxing. AJ mở đầu và thăm dò trận đấu bằng cú jab. Ngannou thì bắt đầu bằng sự tự tin trước AJ bằng các pha tấn công mở đầu trận đấu. AJ phòng thủ rất tốt trước các pha tấn công của Ngannou, nhưng có vẻ sự tự tin là quá cao khi Ngannou đổi tư thế đấu ngay trong hiệp 1 trước một nhà vô địch nhiều kinh nghiệm như AJ. Đổi tư thế đấu sẽ làm giảm khả năng phản xạ và phòng thủ vì không phải là tư thế đấu quen thuộc trong tập luyện và thi đấu. Và Ngannou đã phải trả giá cho sự tự tin đổi tư thế đấu đó bằng cú right hand chính xác của AJ. Sau pha knockdown, AJ cũng giữ chiến thuật lúc đầu bằng các cú jab cho đến hết hiệp 1. Đầu hiệp 2, Ngannou phải quay lại tư thế đấu quen thuộc của mình và bắt đầu lại từ đầu bằng cú jab. Khi thấy Ngannou jab nhiều hơn thì AJ bắt đầu canh nhịp bắt cú jab của Ngannou để phản đòn bằng kỹ thuật slip counter. Cú phản đòn rất đẹp làm Ngannou phải ôm AJ lại để phục hồi. AJ cứ thế tiếp tục bắt cú jab của Ngannou để phản đòn. Nhưng lần bắt cú jab này của AJ, Ngannou đã không qua khỏi. AJ phản đòn cú jab của Ngannou, hạ knockdown Ngannou lần 2 trong trận đấu. Sau cú knockdown, tinh thần nhà vô địch của Ngannou đã giúp Ngannou đứng dậy và tiếp tục trận đấu. AJ đã chộp lấy thời cơ hạ KO Ngannou bằng kỹ thuật rút ngắn cự ly right hand. Một trận thắng quá dễ dàng cho AJ. AJ chỉ đơn thuần sử dụng cú jab để bắt đầu và canh nhịp của Ngannou để phản đòn và kết thúc trận đấu. Sau trận đấu này, giới chuyên môn cho rằng sàn đấu boxing là sàn đấu khốc liệt nhất thế giới vì Ngannou chưa bao giờ bị knock out trong sự nghiệp thi đấu MMA nhưng bị KO trên sàn đài boxing chuyên nghiệp. Mặt khác cũng nói lên được sự chủ quan của Tyson Fury khi đánh giá quá thấp Ngannou. AJ thì khác. Hiểu được sự chủ quan của Tyson Fury nên AJ đã kỹ hơn trong chiến thuật và tạo nên một sự chênh lệch quá lớn với Ngannou. Sự chủ quan là không tốt trên sàn đài lẫn ngoài sàn đài. Đối với võ sĩ thì tất cả các trận đấu đều phải là trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp. Tuy Ngannou thua cả hai trận đấu boxing đầu tiên nhưng đó lại là một thành công vì Ngannou đấu với hai nhà vô địch hàng đầu của boxing chuyên nghiệp. Two fights in and he's fought the best. Trong hai trận đấu boxing, Ngannou thu về hơn 30 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, tất cả các trận đấu ở UFC của Ngannou cộng lại chỉ thu về được 600.000 đô la Mỹ. Nên tuy thua, cũng không hẳn là thua. Cách tập boxing để tiến bộ nhanh nhất là hiểu được tình huống, biết sai chỗ nào để sửa, biết đúng chỗ nào để tiếp tục phát huy. Đừng tập như máy mà không hiểu. Các bạn có thể học boxing với Chính Sư Phụ tại Trigger Boxing quận 2, Trigger Boxing quận 7, Trigger Boxing Tân Phú,
Trigger Boxing Hà Nội. All day, every day.